Bụng bụng bong bong, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Ơi, chị cho cả ăn à? Ừ, đúng rồi, chị cho cả ăn nè. Chị ơi, em muốn ăn đinh đinh, chị mua em đinh đinh cho em đi. Chị đã nói với em rồi, đang diễn dã như thế này không đi ra ngoài được đâu. Chị ơi, em muốn ăn bim bim với chả cờ. Chị ơi, em muốn ăn bim bim. Nhưng mà bây giờ dịch giã như thế này làm sao mà ra ngoài mua bim bim ăn được? Em muốn ăn bây giờ cơ. Thôi, được rồi. Để chị nghĩ xem nào. À, thế vậy bây giờ em ở đây cho cá ăn giúp chị nhá. Để chị vào làm món này cực kỳ ngon. Mà còn ngon hơn bim bim cho các em ăn nhá. Vâng. Thật đấy không chị? Bụng bụng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Đấy các bạn ạ, đang dịch dạc như thế này mà em mình lại còn đòi đi ra ngoài mua bim bim ăn đấy. Nhưng mà không nên ra đường vào lúc này đâu các bạn, không nên. Đây, bây giờ mình ở nhà mình sẽ làm món bánh tùm tùm cho các em mình ăn. Món bánh này thì tất nhiên không còn xa lạ gì được với các bạn rồi đúng không nào? Đấy, món bánh này em ăn nó giòn tan, thơm, ngon. Mà còn ngon hơn bim bim nữa. Các bạn thấy mình giống đầu bếp chuyên nghiệp không? Có mút đầu bếp, có áo tập dè luôn. Nên bây giờ mình sẽ làm cho các em ăn nha. Rồi, cho dầu vào nè. Mỡ nóng rồi các bạn ạ, cho phần tôm vào thôi. Đấy. Đấy, cái này các bạn phải nhanh tay nha. Rồi, được rồi, hơn lên nè. Mỡ bắn như pháo hoa ấy. Đấy. Rút kinh nghiệm mình cho một vài miếng vào thôi, chứ không lại không kịp nó cháy mất. Ờ, sao nó lở được nhỉ? Ừ, thế mới gọi là phồng tôm. Wow. Wow. Nhìn cực kỳ đẹp và ngon luôn. Rồi, được rồi. Đấy, rất là nhanh luôn. Ôi, sao em cho nhiều thế? Ôi, làm sao mà chị ấy kịp? Nhanh lên, chị ơi, nó cháy đen mất. Đây. Chị tháo đây. Rồi, tiếp đi. Wow. Nhìn nó đã con mắt quá các bạn ơi. Ui ngon thế. Nhanh lắm luôn các bạn ạ, chỉ 1 phút thôi. Có luôn. Có luôn một rổ đầy ắp. Các bạn thấy đẹp mắt không? Wow. Ra đi kéo nó bỏng đây. Không, nó không bỏng em đâu. Wow. Các bạn thấy hấp dẫn mà ngon chưa? Đây, chua gì mà sắp đầy cả cái khay này rồi đây. Ngon chưa, hấp dẫn chưa? Ôi, thơm lắm luôn. Wow. Nở phồng ra rất là to luôn. Ôi, chưa gì đã ăn rồi à? Ừ, ngon lắm chị ạ. Thế à? Giòn tan luôn. Có ngon hơn bim bim không? Ngon hơn chị ạ. Đấy, chị đã bảo mà. Chị đang làm nhanh như rùa ấy. Thế con rùa nó nhanh hay chậm? Nhanh. Con rùa nó nhanh á? Vâng. Ồ, thế à? Vâng. À, đúng rồi. Cậu à, thì chạy với rùa thì rùa thắng còn gì hả chị? Ừ ha, chị quên. Thế chứng tỏ tốc độ của con rùa chỉ khi nào nó thi thì nó mới bộc lộ hết. Chị ơi. Đấy, tí cái phồng tôm của chị. Chị quên, con rùa chạy chậm. Ồ, thế là cuối cùng con rùa chạy nhanh hay chậm? Nhanh rùa, con rùa chạy suốt nào ngủ. Ồ thế à? Với đến đích rồi. Ôi đúng rồi, em Lộc nhà chị giỏi quá. Chứng tỏ em Lộc có xem
cuộc đua của thỏ và rùa. Ôi, gai đã chín rồi này. Ôi, nhanh thế nhỉ. Ngon, chảy nước miếng. Chảy khoái khoái, chảy nước miếng. Đầy khoai luôn rồi các bạn ạ. Đấy. Wow. Wow. Thỏ với rùa. Rùa đến đi. Rùa xuân là ngủ. Đúng rồi đấy. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Rùa đến đi. Ngoan không chị? Ấy đường nhà giàu. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon hơn Bim Bim. Đấy các bạn ạ. Chỉ trong 5 phút thôi là chị em mình đã có 1-2 vòng tôm ăn ngập miệng rồi. Đấy, rất là nhiều vòng tôm luôn. Bây giờ các em ngồi đây ăn đi, xem có ngon hơn Bim Bim không. Mà cứ đợi ra quán mua. Dạ. Ngon hơn Bim Bim chị ạ. Thế mà em cứ đợi ra quán mua. Chị làm ở nhà có phải ngon hơn không? Rất là ngon luôn. Yummy yummy. Đúng thật là chị đang làm món này ngon hơn Bim Bim luôn các bạn. Các bạn thử làm ở nhà đi nhá. Món này cũng thành công hơn món bắp rang bơ lần trước. Món bắp rang bơ lần trước mình làm nó hơi cháy một tí. Ngon. Yummy yummy. Yummy yummy. Yummy yummy. Muốn làm gì? Em muốn làm nghề cô giáo. Cô giáo. Để dạy lại mấy em nhỏ ấy. Thế à? Em nữa. Thế sau này em lớn em muốn làm nghề gì? Em làm nghề cứu hỏa. Em làm nghề cứu hỏa. Em làm nghề cứu hỏa để làm gì? Giúp đỡ mọi người hỏi anh cháy. Wow, em giỏi quá. Em Lộc đã biết giúp đỡ mọi người rồi đấy các bạn ạ. Thế chị? Chị thì muốn làm người đầu bếp để có thể nấu thật nhiều món ngon cho các em ăn và bố mẹ ăn. Giống như mẹ ấy, mẹ ngày nào cũng nấu nhiều món ngon. Còn các bạn, ước mơ sau này của các bạn là gì? Hãy comment xuống bên dưới để cho gia đình Ngọc TV biết nha. Yummy yummy. Một vườn đang ăn kem dâu đưa kem ốc quế. Bố cho con vườn ăn cây ốc quế dù đầu. Một vườn đang học là chú nhìn tóc tóc. Bố cho con vườn ăn cây vừa hết vừa đòn. Một vườn đang học lại chú nhìn tóc tóc. Bố cho con vườn ăn cây là ngủ ngoài vườn. Con ơi, em lực giỏi quá. Sao tự nhiên em chế đâu ra cái đoạn như thế vậy? Để em hát cho mày nghe. Ok. Một bọc con vườn đang ăn phóng tôm tự nhiên bị lây mất. Bởi vì chị cướp mất miếng phồng tôm của em. Chị ơi, trời tối rồi. Chị muốn làm đầu bếp giống mẹ thì chị vào nấu tự cơm đi. Để bọn em ăn cho. Chị muốn làm đầu bếp như mẹ mà. Chị đi nấu cơm đi. Thôi được rồi, chị đi nấu cơm. Chín miếng đã. Rồi Phương đang mãi chơi game mà không đi tắm. Bố cho Phương ăn cây rồi hết rồi đòn. Em chào tất cả các bạn đi. Chị chào tất cả các bạn đi.
Em chào đi. Chị chào đi. Thôi để chị chào. Thôi video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like, rung chuông để ủng hộ mình nhé. Chào tất cả các bạn và chia sẻ nữa. Lộc TV, hãy ấn vào